ban ngày thì nó có cái kem ban ngày thì nó có chống nắng. Kem ban ngày có chống nắng đúng không Thi? Dạ có, kem ban ngày thì có chống nắng, nhưng mà tuy nhiên là các chị vẫn phải, nếu mà muốn dưỡng da là phải bảo vệ da bằng mình sử dụng thêm kem chống nắng để được bảo vệ tốt hơn. Đó, kem ban ngày nó có một cái bổn gì nè mọi người, dễ thương xinh, dễ thương quá. Bút này này, cầm chị đấy, đó mọi người thấy này, cái muỗng này nó dính đây nè, đó, mình chét lên trên mặt của mình đó. Cái kem mọi người cảm nhận cái kem mọi người thấy là để đợi Phương Lê, cái Phương Lê thôi mọi người coi, nó tan như nước đã lắm mọi người ơi. Nè mọi người thoa vậy thôi, vừa vậy thôi nha, đừng có làm lố lao cái đó đi đó mọi người nè. Cái kem ban ngày nè, Phương Lê thoa một cái mọi người đã kìa nè, đó thấy không, nó không có vân kem vân ơ gì hết, nó cái chất kem thì nó muốn liếm luôn, nhìn nó ngon á. Mà đặc biệt là Phương Lê nhắc lại là cho Nami nó không có cái mùi thơm nực nồng, ai thích mùi thơm là chắc họ không thích cho Nami rồi. Cho Nami là cái mùi là mùi tự nhiên, không có sử dụng mùi thơm, không có sử dụng mùi hóa học, vì vậy mà không có cái mùi đâu. Cái mùi là tự nhiên của tinh chất nó làm sao thì nó ra mùi vậy mọi người. Đây Phương Lê thoa cho mọi người coi nè, gần cho mọi người coi đó. Đó, không có vân kem, không có cái chất kem, không có thấy gì chân, nhưng mà da của mình ha sáng bật tông lên mọi người thấy không. Cái da mình nó nhìn nó không có trắng giống như những sản phẩm khác mà thay lớp trang điểm gì đâu, ớt ơ cái đó là không, nó đó cái đó là rất là dễ bị mụn luôn. Còn cái này mình thoa vô cái da của mình á, nó sáng lên, mọi người thấy nó sáng lên không? Nhưng mà có điều là nó có cái độ căng bóng á mọi người, nó có một cái độ căng bóng kiểu sáng lên cái da da mình, nó bật tông mà kiểu tự nhiên lắm. Nhưng mà đặc biệt là nó hiệu quả trong cái việc mà mình xài rồi là nó trắng. Còn thí dụ như mọi người xài những cái thứ mà chét vô nó trắng, khi mọi người rửa mặt xong là nó không còn trắng nữa, mọi người rửa mặt xong là nó không còn trắng nữa nha. Vì vậy mà mọi người sử dụng cái này đi là bắt đầu là mọi người trắng, mọi người sẽ mê luôn. Tại vì da Phương Lê da mặt mộc vậy thì chắc là mọi người biết là kết quả của nó phải tuyệt vời như thế nào chứ đúng không, nhìn cái da thôi là đã hiểu rồi, còn ấy gì nữa. Như vậy đó, cái kem ban ngày thì nó có cái nhiệm vụ của nó là nó bảo vệ cũng như là nó nuôi dưỡng cái da bên bề mặt da bên ngoài mọi người. Ai mà nói cái kem mà nó đi xấu trong da, nó tái tạo gì trong da là sai. Kem á là nó nuôi dưỡng bề mặt da bên ngoài, giống như là bên ngoài rồi nó sâu sâu vô chút xíu thôi. Còn cái serum á nó mới đi sâu vô trong da, sâu vô trong da để nó tái tạo da nha mọi người.